kém kiếm đủ. Giống như ác thế mà. Không ai biết rồi đấy. Không tin nhà giao mà. Tay nào nó mua cho đấy. Nhầm. Phòng mất mấy ngày rồi đấy. Mấy ngày. Con rẻ mua đâu. Mà cái tay 179 con. Cái thập tay nó lên to như cái mũi. Hòa cho ta nhé, hôm nay là mẻ lưới cuối cùng nha. Mẻ này có nặng không các bác ơi? Thế thì cái đấy ao còn nhiều thế nhỉ? Chứng tỏ ao to lắm cá. Ao này nếu mà xả ra thì kém gì biển đâu. Trông nó mênh mông thế này kia mẹ. Nói chung là ít chết là dịch quẹn này. Nó đỡ. Dạ. Hải bảo hôm qua chết hết đâu cá à? Hải giúp đến gần đến ai chảy cá. Có em nào mà về với bác Hải thì ăn cá chép nhá. Chép là ăn chép bằng lòng thay. Đây đây, quê hương của bác Hải mà. Mở lại. Không nhẹ tay thì mới đốt được không? Kêu đi. Đây, bác ra thì bế là chủ bế được. Thấy chủ rồi. Đấy, đúng rồi. Chủ nhân đấy nhá các bạn nhá. Cá này là con cá tép. Người phải là cá tép thì nó ghê nhất à. Con cá của ai? Con đấy của chú Lao nhá. Con này là cho mèo. Tịch. Tịch cứ nuôi được lại cá đây. Cá coi cho mèo. Kiểu cá tuyên. Vâng. Nhọn nheo nâu lớn lắm mẹ. Úi giời ơi. Ngon chưa? Bốn thân. Trong con nấu cháo rồi chị Hà. Con này nấu cháo thì ngon lắm này. Cháo đặc lắm này. Nay là có món cầy tơ 7 món. Trường ban hôm nay là chơi quả liên hoan ao cá này. Giờ đi đào thì giềng. Mà cái khu vực gần đó này giềng cá là cũng lần mò ra đây mới có được. Giềng dã man các bạn ơi. Các bác nào nhìn thấy khóm giềng to như này bao giờ? Như một cái rừng giềng luôn. Một phát ăn đủ rồi nhỉ. Lần này là ăn thoải mái này. Làm sao nó ngóc ngóc hết lên nhỉ? Đói rồi. Đấy. Cái giống mưa xong rồi nó cứ oai. Cứ oai khủng khiếp luôn. Đây anh em tôi là giờ thông nhất này vặt cái này để giải tỏa cái món cầy tơ 7 món. Hôm nay đúng 7 món luôn đấy. Không thiếu món nào. Bác Khải thì tả được cái này món gì xong. Được. Còn có tiết canh không? Mận. Lòng. Có thể đánh tiết canh cũng được. Nhưng nhiều thứ lướt. Quan trọng cái sở trường của mỗi người ăn thế nào. Xin giới thiệu với các bạn nhé. Hôm nay anh em tôi có tí nhắm. Sẽ bắt đầu trưởng ban với lại các đại ca này đi bắt. Em không. Sau một hồi thì anh em tôi cũng đã tìm được món nhắm. Và đây là trưởng ban này tôi đã mang được nhắm về đến nhà rồi. Xin chào bác trưởng ban ạ. Hey.
nhưng mà không ấy, không trồng. Anh em tôi bắt đầu lấy tí rơm về để thể hiện cho con cầy nó được thơm ngon và cái da nó vàng hơn. Xong cái nước. Cái chân ghi trúc dành cho vợ bắt chủ tịch ăn lấy sữa. Cái đầu dê ngon quá anh. Đúng rồi, cho đầu dê bắt thịt chó anh. Chuyện mới gần đây đấy không phải. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là anh em Gió Khuê là có kỷ niệm mấy thứ. Thứ nhất là sáng nay trời mưa to này. Thứ hai nên là phó ban là vừa rồi cũng kéo mẻ cá được thu nhập nó cũng tương đối. Túi là cũng có tí tiền. Bên này vấn đề nữa là cúng ông Cả Thèm. Bên này có anh Hiệt. Anh Hiệt anh bảo là lên cúng ông Cả Thèm hàng năm. Mấy năm tôi tổ chức thế là làm con cầy thơ nhưng mà hôm nay không được 7 món rồi, nó phải có 6 món thôi. Mà tháng nói gì nhỉ? Ở đâu có lóng ruột thì tối nay về đây trưởng ban hôm qua là khóc đồng dòng thương nhớ con này. Con này là rượu mận đấy các bác. Lãnh đạo về bên khoa thẩm ướp trông vẫn khác. Đấy là nữa anh nhận tôi như gói sống nè. Nhớ là chén thì chén. Có lá, có biết lá dọc rách ra gì thì... Lá thuần, gọi là cúc tần đấy. Ăn tôm đó. Đấy. Cúi bác cái loại này cho lửa cháy. Cá vàng là sâu đục thân rồi. Đục thân nó có mùn đấy thì anh mua một cái này sơ danh anh tìm đúng lỗ thịt vào. Cái này riêng cái này hôm nay cứ luộc tái hóa rồi. Vất đi cả nửa cân này. À, cả lông là cân. Ừ. Thế hôm nay món cầy tơ này làm quả tái chanh được. Riêng cái món cầy thơ là phải có cái lá cúc tần đấy này. Đây cử một nhân viên đi mà ngã xuống ao là vứt hết. Chiều qua chúng tôi tuyên ngửi kiểm tra bằng mũi cái đồ này thì biết mặn nhạt, tức là hệ thống phân tích bằng mũi. Anh em Gió Khuê nó đẳng cấp của nó chơi tay trái. Hôm nay cái món dồi này bị lỗi mất một chút là bị đất mất cái dạ dày nên là hệ thống dồi nó bị lỗi các bạn. Rồi thế mày từ từ đi em sang này. Không cãi nhau. Ban đêm cũng không bật điện, nó còn nhồi như thế này. Ôi, những cái hôi bán nòng ban đêm thì đồng nhồi không, nhưng mà điện quá. Mùi hả? Quá mùi.
sao thêm có đỏ không ấy? Không. Như nó thuộc bề này ra, được rồi. Đỏ này, thế được rồi. Được chứ? Được. Chín cẩn thận. Phát được, phát lên cầm tí được. Thử bất kỳ nữa. Ngon nhỉ. Cái này nó đúng 40 phút. Tùy theo chó. Còn chó nó con này thì nó không giả. Bóng nhỉ. Nó thơm như kiểu gì. Cái gì nữa? Như này nó có sôi quá mà bác ơi. Nó giảm, giảm rồi ta. Đấy tăng lên. Thịt thơm khắp xóm. Thông báo bà con là anh em chúng tôi chuẩn bị sắp đồ ăn. Bây giờ khoảng cách là chế biến. Con này nó gớm này, lạ. Rồi thì thái xong là bày ra đĩa. Con này lạ tơi bì. Thứ mỏng 2 ni 1 nhé. Dễ nhỉ. Kém đi kiếm đồ. Giống như ác thế mà. Không ta biết rồi đấy. Giống của nó ấy nè. Liên hay bị thế mà. Giống như em bị dìu một con vịt. Ôi anh Khải về tay chiếc bình nhỉ. Kim cái mẻ dao mà tay nào nó mua cho đấy nhầm. Phòng mất mấy ngày rồi đấy. Đấy tay. Con rẻ mua đâu. Mà cái tay 179 con. Cái tập tay nó lên to như cái mụn. Làm giỏi thật. Cái đấy nó không phải bằng sáp. Nó là tôn. Tôn. Không đúng giờ cho một đĩa thì tôi kia để cho nó mâu đấy thật đó. Nó điếu sai. Cái khổ lắm nó muốn chơi với người. Sao mà nó chơi rồi, sao mà chẳng mắc. Mắc thấy nóng quá lắm. Bóp nào đi ra. Nó nóng rồi ngon. Nó cứ nhìn chúng như bạn mà anh bằng. Cho mày này hay cãi thế nhỉ. Vâng. Nè. Thịt thì bài nó 6 dĩa. Làm 2 quán nữa chứ nhỉ. Nó làm 2 quán. Đúng rồi. Bao nhiêu mâm? Làm thì làm thử mâm. Úi giời. Giống là làm 2-3 mâm rồi chứ. Con cháu nữa cho tiền nhật.
đều đều chứ vừa vừa bảy đầy đĩa không bày ra chứ vừa vừa đấy mấy ba đĩa nữa thì bảy đĩa rồi mà thế bà một đĩa cho hiệt thì anh Khải ơi. Đã đến giờ anh em tôi dùng bữa nhá, xin mời tất cả bà con cùng anh em là dùng bữa cơm với này gia đình gốc ơi. Xin mời các bác các cháu ăn cơm rồi, Hải Chi ra đây con ơi. Em đâu? Em đâu ăn cơm đâu? Đúng rồi, tê tê xương quầy rồi. Không mở như thế rồi ai lên đứng bọn đi phơ không ai đứng đâu. Nè nè nè. Đó. Nè nè. Ai? Nè. Còn cái món gì nữa? Đúng ngay như vừa kia nữa. Quầy xương. Xương mi này ở thế rồi. Đấy là quầy xương. Cơm. Nồi dưa bận ngon lắm nhỉ. Chính là một món yêu mới ăn khỏe mà đúng không? Sán. Chả anh chê anh. Chê bú. À, đem đánh quay. Quay cũng chả sẵn. Không ra đi. Mấy đứa vào đi. Xong rồi. Mâm đấy em. Này, báo cho tao. Anh cầm như cái bát hành trong nhà ra đây mấy. Đấy, đấy anh rắc vào đấy, anh. Anh rắc vào từng bát vào thôi được chưa? Bỏ luôn ở đây hết đi. Chúa này. Thôi đâu đó. Còn sống. Không. Hành thì ăn sống cũng được mà. 500 thì chỉ còn nửa này, 700 thì con lấy. Vâng. Thì mình làm nửa này thôi chứ. Trẻ con giờ chạy quá bán kính hẳn hoi nhé, chứ giờ chạy mà lao vào những cái loại này là tuột chân. Vâng, đã đến giờ dùng bữa rồi, xin mời tất cả các bạn và mọi người cùng ăn bữa cơm đạm bạc mấy này anh em giúp quê hôm nay. Bữa cơm đạm bạc của anh em gốc quê hôm nay cũng đơn giản lắm, chỉ có mỗi một món này thôi. Nhưng người ta cũng bày ra nhiều thứ. Đây là bát khoai ninh xương đây. Cha ngơ về. Mấy anh em là cũng cà thèm. Cũng cà thèm thôi. Mời tất cả. Đâu đã nghĩ hôm qua là ngày Quốc Khánh. Ngày đâu hôm qua kỷ niệm ngày 11 tháng 9 một tháng 9 mới bị tấn công à đánh tòa tháp là chẳng dành núi mà ngon chi nước ngon cái kiểu gì đấy dai dạ đánh quá là thanh ngon không hề dai thế à bọc hết rồi bọc hết rồi con nướng rồi chưa ăn được đây vừa mới nướng ăn 028 là ngoài 028 là khả năng là của tỉnh nào nhỉ? Tính gì đâu, trình cứ có máy là gì đâu. Đây là cúng ông cả thèm. Thần thèm. Hôm nay nó ngon. Thứ nhất là sáng nay mưa rất ngon. 100% phát đi. 100%. 100%. Cuối tháng rồi đó. Chào đón đi. Sáng nay. Chú ở cổ chú thì anh ngủ theo. Sáng nay mưa cũng to. Giờ nó nát. Giờ cái này. À. Rồi à. À bỏ lăn ra đấy. Bỏ lăn ra đấy. Bỏ lăn ra đấy. Bỏ lăn ra đấy. Chính ơi. Vâng, bác làm mình rồi rỗ to đấy. Sống trên đồi. À, trên đồi. Sống trên đồi. Đồn à quên. Rồi chó. Người ta là sống trên đời, ăn miếng rồi chó. Đấy, bữa nói nhầm. Được chưa? Sống trong đồn thì mới ăn miếng. Đồn chó. Đấy, chưa mà anh cốc nữa, có ghi gan là anh băm mình rồi. Tuân. Tuân kêu bán ở trong Cú Bách rồi, chắc ra. Cho cá nó ra mà. Giờ hơn. Cú đây là ông Quý Bà Khải. Đâu em bổ cái ra bổ tích quân được không được gì bác gót cảm ơn vợ chồng anh Hà đã nuôi được con chó rất chi là lạ nó còn thơm nữa nhưng mà có, toàn ăn gì? Toàn ăn bún ốc thôi không rất chi là lạ ăn cả mực nhiều khi về đúng không còn đây nó thật hết rồi đó một lần gần hết thì rót chứ hay ai rót thì anh chưa hết thì em hết rồi thì đây họ tí này đây họ tí này đấy hết
50 nhá. Vâng, xa xa tên na này kiểu khác mà phải phải thụ phấn. 50 thôi. Tư Duyến chú bảo rồi. Na kia là chưa bói lần nào. Bói thứ hai là à. Vâng. Nhà cháu một cây như thế quả to lắm. Mà ăn ra chỗ này của bà chị mà bà chị là chồng bà chị là bộ trưởng. Không, thì cần mình cần chỗ đấy thì mình mới hỏi. À rồi. Cần đúng chỗ đấy. Tán được cũng đúng. Không thật. Tôi làm với đó là cùng xong chiến. Ok là vỗ tay là ú hết rồi. Xong là đăng tải vào cái mạng VOV. Xong là có em sinh phải kết cái đạp cái link lên của em là em sinh ấy. Chơi với nhau thôi. Lộn ra này. Chơi với nhau. Không biết là giờ muốn dụ nữa. Chồng còn người quanh. Thế bây giờ người người con tuổi nhất là hỏi. À. Nào. Chơi với nhau. Chơi với nhau. Đây là bạn thế. Đương bỏ lên cái công tác tài nó có người trưởng thành. Chủ tịch huyện. Không chọn luôn. Đồng quế mà chơi với nhau. Chơi nhau là quế. Không hiểu. Ừ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Bình và cũng là một cái trợ lý, một kế toán của anh em chuyển đổi khu vực này, tức là cầm về kinh tế đấy. Nên các bạn nhìn trông dáng dấp đúng là một nhà kế toán. Không hiểu sao tóc bác cứ rụng hết thế kia thì không biết. Không thấy đẳng cấp của ông anh tên này làm nó ngon này kia mà đấy đây rồi ngon thế kìa anh ngon không nè đúng không băm à chỉ đấy ngon nhất là mình nhẹ gọi là cắt cái thân ra xong lọc đấy đây cái bộ này ngon nhất này các bạn lòng chó mất chính cái làm cái thân có này cũng là một cái nghệ thuật các bác. Vâng đúng thế. Thì nếu mà không có bản nhớ phải quyết tuột. Mình không quấn cho ngoài hết. Cái thợ băm kia này phải băm cho giòn vào nhá. Băm cái này thì cũng phải là nghệ thuật đấy, biết băm phải băm giòn, băm phải kêu. Ông phải cầm hai tay vào con dao nghiến răng vào. Nghệ nhân nhị là đã mà nghiến rồi. Đã xong phần nhân. Bây giờ hành húng này. Đây này cái ngon quá, lạ quá. Cái món nào có đỗ lạ này. Mạnh ngon. Mạnh ấy đúng không? À không, cái chuột ấy. Đây. Thế rồi bác nhỉ? Lấy cái tí mẻ vào này. Lấy cái lộn tắm, cái loại trắng trắng. Cái bông ngon không? Cái bông ngon không? Bông gì cái đít. Cái ba chí này mới ngon nữa rồi. Rồi. Đâu, lại bật bài gặp nhau giữa rừng mơ ra này. Sao khảo anh đi ấy mà. Ngày Dương mà. Đến thì chả có cái gì. Cắt đôi kia rè mấy nốt á. Nó cắt cái chân. Đấy, cái công tác rồi lòng thì mới khó khăn này này. Khó khăn không bằng cái công tác đuổi ruồi. Ý là cái này phải hai người. Đấy. Đuổi ruồi bây giờ nó mới là lương cao. Người xúc và người bóp rồi mới nó mới xuống rồi chứ. Đuổi ruồi giờ mới là... Sợ này thừa nhân. Không thừa nhân. Đập cho phát nè mẹ. Ở nhà ấy. Nước để luộc của nó thơm lắm. Sáng giờ đi nhanh tí được vừa đến nơi bác còn quẩy. Đây là mua bún rồi. Nhưng mà nghe nếu, nào? Nếu mà Trinh không xào thì mình lọc ngon hơn. Bố là kế toán thì bố lọc thế là giỏi rồi. Mẹ thì có liên minh chứ một mình thì toay hả? Còn biết trước là ông Tuyên nào. Cái này cũng giữ món anh nhỉ? Cái này xào em. Đâu chạy về rồi. Thái này mấy món kìa. Thái thì này là xào. Ừ, nó dẹt dẹt này. Đâu những chỗ nào xào?
đấy, nồi xương sôi mới chúng tôi mới cho cái lòng nó vào luộc đấy. Nồi thịt này cho riêng anh để ông đây cái quần chỗ để hoặc là cứ để lạnh cơ bản là nhất. Trong một cái to về mai banh trang mở ra nắp nữa là được. Gà chi cái xương này anh em tôi đã ướp về bây giờ có giềng rồi này. Cho phần đây. Bây giờ phải cho à, đây, cho nước cốt dừa này. Rồi ướp để bên đây nhiều quá chốc xương này. Đấy, và cái rượu mận cũng thế. Rượu mận này cũng cốt dừa và giềng này. Còn tí sáng đấy. Không khác nào mới là tư tưởng của bà Nga bà. Chết em. Nếu tôi nấu không là tôi nhớ thì mình còn thịt đi gần là sao là mình chín. Anh đứng bắt được thái thái cây. Đây lại túc kìa. À tiếp tục. Tiếp tục mắm tôm tra vào rượu mận. Vâng, mì chính nữa này. Mì chính rồi. Chứ anh sóc lên chứ anh sóc anh vừng anh sóc lên. Này mày sóc kìa. Không mày sóc lên, anh đừng thoa tay vào đó. Không anh không được bóp. Sóc lên. Không bác cứ đứng đây tí em nằm tí ạ. Đấy rượu mận đấy. Mua mỗi bát rượu mận được cả một cái chảo. Vâng. Sóc cướp nữa. Sả nữa này. Đấy. Sả được. Thế thôi. Thế rồi đây rồi, cho tí cho nó có đủ vị. Đấy. Xẻ cái muôi nãy. Nồi thịt luộc nhá, nồi thịt luộc với đấy nó chín rồi này. Đấy, đây mới ngon đấy. Nhất đấy, nếu mà còn bắt khẩu súng ở đây này. Cái súng này mới ác này. Đấy. Cái này bác làm kiến răng hợp đồng nhỉ. Thế giờ chị em nào này. Tình hình thịt đã chín rồi, bây giờ là chúng tôi bắt đầu cho lòng vào. Thịt thơm thế kìa. Xin nhé. Thừa thì cứ cho vào đi. Em trông nhìn được cái bộ con người. Đây anh em tới bắt đầu đun nồi rượu mận trước này. Cái nồi rượu mận này ta phải đun thật lâu này. Nhỏ nữa mình đun trước đi. Cái nồi nóng sôi ngon quá, lúc rồi bé thì chắc. Bé thì mình không. Thế mình phải xin lên tí nhỉ. Xin. Ui, không bắn đấy. Đấy cao không bắn đâu. Xin mấy lần. À thế. Đấy, lòng thơm thế này mà bây giờ thế nào. Nào mà anh em gió quê làm chứ ngon. Lòng thơm lắm. Đấy, cái xương này mới xương ngon này. Cái này giờ cứ bạn nhỏ nữa. Thêm nước vào. Không cần. Thế được. Nhiều quá, đổ đi tí. Đấy, anh bê ngoài đây để cho cái úp cái giá cho nó nguội. Một hàng thôi nhỉ bác nhỉ. Ông bỏ thế cho sắp cho ông không vậy này. Riêng cái lò rượu mận này đang sôi rồi, thơm lắm, chúng tôi không dám mở vung ra, cái này cứ phải đậy chát. Đấy, bắt được đâu. Lòng nóng rồi, vâng ra bác thủ trưởng nhá. Riêng cái này chỉ có bác thủ trưởng, bác có thái. Đây bác anh em sắp đĩa cho bác không em bưng thịt vào này vừa. Bác thì tôi thái đúng bản vẽ đấy. Thái hình đường xoắn này. Đi là mọi hôm bác khái bác kiểu làm cái bánh răng nữa. Bánh răng cũng được. Đấy là xuyên ra rồi.
thấy còn cho lạc này kìa, thái thì trắng tinh chứ ngon. Bác này đâu? Thái này được chưa bác? Tà đủ. Cứ to và ăn mỏng. To và ăn mỏng dính. Thế này cho quyệt mắm tôm mà nó mới đượm nước vậy đó. Mắm tôm. Chốc cho hết ở đây mới sóc mình. Đúng, đúng rồi. Nó đào không gì. Bác sư cảm thấy bao nhiêu cái to, cái xấu là bác cho ở giữa. Thế là cái miếng điệp mà bác để ở ngoài. Cái đấy là buôn thỏa rồi. Vâng. Tí trên là... Tí trên là... gan, tim, phổi phèo. Gan, tim, phèo phổi. Thế là đầy đấy. Đầy. Đĩa đầy đấy chứ không phải... Ngon này. Không ngon quá. Ngon này không ạ? Hai cái giá này về nó ngon này cơ bác ơi. Ngon thơm rồi. Không qua thơm. Mì Thái nói chung là sáng lên thì còn 3 năm sau ăn không ra cái gì. Rồi ăn với nó cái mùi. Sẽ phải hai đĩa lòng rồi bác. Có 5 mâm cơm rồi đó. Mâm cơm nhưng mà bác đi cái nồi này có một cái... Hay là đổ xuống ao này thôi này. Múc để đây thôi. À, cháy cháo. Cái món cháo. Món xà lan là ngon nhất đấy. Mà không ai đẹp ra như nó này. Đúng thầy thơ xà lan luôn. Thôi mệt đấy, không biết tên là 5 đĩa gì mà ba vị là hình như đủ hết rồi các anh, đủ hết rồi, thơ đầy đấy, quay quay chó đừng quay tớ. Mẹ ơi giờ đụng thái to này đấy mà thái ông nhổ con cốt dừa đấy cơ, cốt dừa chỗ ăn hết rồi, cứ về hết rồi, cốt dừa các thứ đầy đủ rồi. Đấy, cái món xào lăn bây giờ này bắt đầu ăn là chúng tôi mới đổ cái thiết vào cho nó có màu này. Đấy, xong xôi kỹ cái là được. Không dây hả? Cho nó lăn bác ạ. Cái xào lăn mới của bác là mình pha thêm một chút dây mình cho nó vào. Bây giờ, cái xương khoai tây này ngon này, cái xương này độc lạ thôi. Thịt chó coi như là... xà mình thì đến đầu làng, có thể tắm nhanh. Công nhận là nói hài hết mà. Này giờ rất rõ lắm. Mình biết bác rồi. Đấy cái nồi kia. Vâng, thì em mang thì múc khéo ạ. Đấy, ra đây. Múc được chưa? Múc được rồi. Này, múc cho nó chí. Múc không? Xeo ra luôn rồi. Đã ăn đâu mà múc. Rồi. Đĩa này bác ơi, bác cái đĩa của bác đây. Tôi thì có món xào lăn mới ngon này. Thơm tứ này. Thơm như mùi ấy. Mùi chết rồi, nhẹ rơi miếng mài lại cỗ. Xuống miếng này cỗ. Còn đây cái nồi rượu mặn này. Sao không quan trọng bốc ngon mà bốc ngon.
xít xa mà con hơi nhạt này, không cay à. Càng ngày như vậy là đổ quá. Đây, ba phải được chục cân. Còn gan nữa không? Dạ. Về ăn có gà không? Em cứ ăn đi, ăn đây rồi về nhà. Ngon thế bác nhỉ, cái gì vậy? Mai thịt thế. Em ở đây. Quay thiệt. Thiệt sang chưa? Thiệt chưa? Thiệt chưa? Nên là bữa cơm liên hoan của anh em thôi giờ bắt đầu nhé, mời tất cả bà con cùng thưởng thức chung vui những món cầy tư 7 món. Vâng, xin mời các bác nha. Mời tất cả con trên chợ chúc sức khỏe. Xin mời nhé.